đẹp luôn đấy, em nói thật luôn là bất kỳ ai mà khi bước vào căn nhà này đều phải nói là wow, rất là tuyệt vời. Mà em không nghĩ đây là căn hộ chung cư đâu, lúc mà anh nói là một căn hộ ở trên cao thì em không hình dung được là nó như một căn nhà như vậy. Cũng rất là vui khi được thiết kế căn hộ này, tại vì chủ đầu tư giao toàn quyền cho kiến trúc sư và không muốn can thiệp bất cứ một vấn đề nào vào cái thiết kế. Mình thì thiết kế về không gian xanh cũng nhiều rồi nên là chủ đầu tư rất yên tâm. Và đến đây thì mình cũng thật sự rất là thích cái không gian này, nó độc nhất vô nhị ở các so với các chung cư khác. Có một cái sân và có thang lên nó, cái điều mình rất là mê và rất là cần thiết để tổ chức cái không gian xanh cho cái công trình này. Thì mình sẽ chia ra hai không gian, ở dưới đây là không gian mở hoàn toàn mà là không gian sinh hoạt chung, là không gian của gia đình, của mọi người, của sự giao lưu. Còn lên đến không gian trên là không gian riêng tư, là không gian phòng ngủ. Và em ngồi chỗ này là em nhìn xung quanh tất cả đều không gian xanh luôn đó. Tất cả là không gian xanh hết. Và mình cũng ngồi đấy, mình cũng muốn cái sự xanh này nó chuyển tiếp chứ nó không bị ngắt. Như là Vi ngồi đây nghe Vi sẽ thấy trải ra cái xanh ở phía xa. Từ xanh trong nhà là trải ra không gian xanh xung quanh. Thì cái dải xanh này mình cũng thiết kế nó vừa tầm mắt rồi nó kết nối ra ngoài luôn. Thế sau khi phân tích rồi mình đi cũng nghiền ngẫm một thời gian xong mới đưa ra các cái vật liệu sao cho nó mộc, nó gần gũi với tự nhiên nhất thì nó mới kết nối được. Với lại lúc em đang nhìn cái trần này này là mình cũng thay đổi luôn, và cái mục đích này như nào anh? Cái của cái không gian này là do cái hệ thống đà ngày xưa họ chịu khung chịu lực nên là cái đà rất thấp, nên là tòa nhà họ đóng để che những cái đà thì vô tình làm cái không gian mình nó thấp xuống. Và cái đó thì mình nghĩ với mình thì có giải pháp là không nhất thiết là phải trần hết đó, mình sẽ tháo toàn bộ để đẩy không gian nó cao hơn cho nó nhẹ nhàng hơn, nó đỡ đè nén. Rồi những cái chỗ nào là đường ống thì mình sẽ đi hệ trần nhôm, mà trần nhôm này có đục lỗ để vẫn có cái khoảng không lên trên cho cảm giác nó nhẹ hơn nữa. Vâng, nhìn nó thẩm mỹ mà đúng là nó như là một cái điểm nhấn ấy ạ. Đúng. Nhìn nó lạ lạ, nó thú vị. Mục đích của mình cũng vừa che vừa tạo điểm nhấn, tất cả là thô mộc hết. Vâng. Nên là chỉ có hai màu để nó tôn cái màu xanh lên, nó vừa gần gũi và nó vẫn có cái riêng. Em cũng muốn là đi thử ra khu vực bên kia nhá. Chung cư á hầu như là không có cái khoảng trống này. Vâng. Và một cái khoảng trống này là cái khoảng thiết kế rất là hợp lý. Tại nguyên chung cư trải dài mình phải có cái khoảng này để nó đối lưu không khí, nó tạo tốt cho tòa nhà. Mà công trình mình rất là may mắn nó lại hiện hữu ở ngay cái khu vực này. Và cái khoảng này nó kết nối ngang, kết nối dọc, kết nối chiều sâu, chiều cao. Ví dụ mình nó trải hết ra không gian xung quanh này và nó kết nối với không gian trong nhà, kết nối với không gian phía trên. Nên là cái không gian này nó tuyệt nhất trong cái khu chung cư này và trong cái căn hộ này. Em nghĩ là kiến trúc sư cũng rất là may mắn khi mà mình có được một công trình để mình có thể thỏa sự sáng tạo, với lại nó kết nối được cả không gian ở phía bên ngoài nữa. Chính xác, chính vì vậy mà cái này là mình rất là tâm huyết. Mình làm không phải là mình chỉ trải đều cái xanh này, mình sẽ phân từng khu. Ví dụ gần bếp thì mình có cái khu vực trời đó, làm sắc đó để ngồi ăn sáng, rất là thú vị. Một cái không gian ngoài đây thì nó gần với mảng xanh, gần với sông, thì là chỗ khúc vượt uống cà phê buổi sáng. Thì gia đình là chỉ có hai thế hệ thôi, ba mẹ và một cậu con trai. Thì tạo không gian mở này là cũng rất là tiện ích, cái là mọi người để quan sát và nhìn thấy nhau. Nên rất là yên tâm mà rất là gần gũi. Không những là chỉ là cái nơi để ở mà là một chỗ đi về để thư giãn, để xả chết trong những ngày công việc mệt mỏi. Cái việc mà mình làm được cái khu vườn này là không phải dễ dàng, nó cả một vấn đề. Thì mình đã phải xử lý những cái gì ạ? Thứ nhất là cái phần thoát nước, chống thấm. Rồi cái thứ hai nữa là mình phải chọn cây xanh sao cho nó phù hợp. Cho đó thì từ việc cây xanh, từ việc chống thấm, vì chống thấm là mình phải quan trọng hàng đầu. Do đó là cái hệ thống mình xử lý ở đây là toàn bộ rỗng ở dưới hết, và có mương thu nước hai bên. Và cây xanh này cũng không trực tiếp chôn xuống cái nền, mà mình sẽ có một lớp vỉ nhựa, xong đến lớp vải địa chống thấm, xong mới đổ đất lên. Nên rất là an toàn. Quá tuyệt vời, mà công nhận đứng ở đây rất là mát luôn, do là được gió trời ở khắp nơi, rồi cả cây xanh, với lại nước ở phía hồ phía đằng xa kia nữa, thì khi mà gió đưa vào mình cảm thấy là cực kỳ dễ chịu luôn. Cây mình có tầng thấp tầng cao. Thì phía tầng cao để cho nó tạo bóng, với lại nó liên hệ với bên ngoài. Nó kết nối với không gian xanh toàn bộ phía trước mặt với sông. Mình điểm lên chứ không phải là mình trồng cây đào hết. Rõ ràng là để có được một không gian hoàn thiện từ không gian bên trong ra tới mảng vườn bên ngoài này thì mình phải tính toán từng ly từng tí một, để mà khi mình sử dụng lâu dài nó sẽ có cái độ bền. Thì các vật liệu sân này toàn là vật liệu nhẹ chứ không nên tải trọng nữa. Cái đấy mới là cái khó anh ha. Dạ vâng. Với lại thêm nữa là cầu thang mà có sẵn đây cũng là một cái thuận lợi anh ha. Đúng rồi. Để mình quan sát được qua thông qua kính này. Cầu thang này toàn bộ là kính thì lên đi vòng vòng á. Thì mỗi một không gian nó sẽ có những cái mảng xanh khác nhau.
là thú vị. Và cái mảng xanh này không phải là tập trung khu này không mà nó lại ăn sâu vào trong phòng khách. Đó. Cả phía trên kia cũng có hết luôn. Có luôn. Thế thì em nên tham quan luôn nhá. Ở trên đó là không gian riêng tư nhưng mà cũng rất là muốn để Vi cảm nhận thêm cái không gian trên đó. Về cách bố trí nó cũng đơn giản nhẹ nhàng đúng theo cái phong cách ở dưới lên anh ạ. Và quan trọng là cây xanh ở phía bên ngoài để đạt được cái hiệu ứng như vậy là không gian này cũng thay đổi hoàn toàn luôn. Trên đây thực tế là 3 phòng ngủ nhưng mà nhu cầu thì chỉ cần 2 phòng thôi, do đó mình sẽ bỏ một phòng đi và mình cải tạo lại không gian. Thì cái phòng bên kia nó đầu chia 2 phòng, nó rất là bí, nó có phần kính thôi nhưng mà nó không mở được, rất là bí và cũng không tốt cho sức khỏe. Thì mình đập thông luôn để nó có không khí, nó có ánh sáng luôn là cái phòng phía bên đó. Mà với một không gian nhỏ như này, ví dụ tượng mình kê thêm tủ áo, kê thêm đồ nó rất là khó chịu. Nên là không gian tuy nhỏ nhưng mà nó gọn gàng đâu vào đó. Với thứ hai nữa là mình rất là thích cái không gian ban công trải ra ngoài trời đây. Cái xưa đó là nền gạch thì mình để nền vật liệu gỗ nhựa để nó chịu được cái khí hậu của mình. Nên trên đây cũng trang trí nhẹ cây xanh để là một cái góc thư giãn. Nói chung tận dụng được góc nào thư giãn thì mình sẽ tận dụng. Và phía đuôi của cái ban công này nó là những cái khu kỹ thuật thì mình sẽ làm cây lớn để mình che nó luôn. Và cái cây xanh đây nó cũng chuyển tiếp xuống cái cây xanh dưới và chuyển tiếp ra ngoài luôn. Thì vào phòng ngủ thì nó không bị ngăn nữa mà nó vẫn có cái sự liên thông với ngoài trời nên cảm giác cái phòng này nó rất là rộng rãi. Thật sự là khi mà bước lên cái phòng ngủ trên này nhá, em nhìn màu sắc và nhìn ra được cái không gian thiên nhiên phía ngoài thì em cảm giác như là ô, mình đang ở một cái khu nghỉ dưỡng nào ạ? Cái đó vì phát hiện nó rất là hay. Và cái mục đích mình cũng muốn đưa không gian nó cảm giác thật là nhẹ nhàng. Trong nhà mình cũng đồng bộ luôn. Từ màu rèm đến màu gỗ, màu sàn, màu tường, màu trần. Thì mình trong nhà là một cái khối nó cho một cái cảm nhận chung luôn. Chỉ nhấn bằng vật dụng như mình đã trao đổi ban đầu. Vật dụng là cái điểm nhấn chứ không phải là tường. Và đúng là như cái ý ban đầu mình muốn đặt vào trong không gian này. Nếu như bây giờ mà có một số quý vị khán giả họ cũng lựa chọn không gian chung cư để sinh sống nhưng vẫn muốn có một khoảng xanh thì xin mời anh có những cái tư vấn cho quý vị khán giả như vậy. Cái này mình gặp rất là nhiều. Mà ngay ở khi thiết kế mình cũng rất là muốn đưa những cái khoảng để mà nó thư giãn, nó gần gũi hơn. Và cái xu hướng xanh bây giờ nó là toàn cầu rồi chứ không riêng gì ở bất cứ một cái quốc gia nào hết. Không phải là căn hộ nào cũng may mắn có được những cái không gian như thế này. Không phải như thế là mình không có thể thiết kế không gian xanh, không đưa xanh vào được. Những cái đó thì ngoài cái ban đầu là cái công năng cho cái nhà sao cho nó tối ưu nhất, rồi xong bắt đầu mình sẽ trên cái đó đáp ứng cái nhu cầu sử dụng rồi thì mình sẽ cân đối thêm không gian xanh. Nên có cần phải hy sinh cái không gian nào nữa không? Sự hy sinh nào nó cũng có cái giá trị của nó. Tại vì cái nhà là nơi để mình thư giãn, để mình lấy lại cái năng lượng sau những cái mệt mỏi, những cái công việc ngoài. Chắc Vy cũng xem đó, có những cái mảng xanh thẳng đứng. Thì thực tế cái này hồi xưa mình cũng ở căn hộ là mình cũng đưa vào rồi và mình thấy cũng rất là hiệu quả cái mảng xanh. Tức là mình đưa vào trong cái góc chết ở trong nhà thôi. Nhưng mà nó là cái mảng xanh thẳng đứng thì nó cũng dạng như cây thủy sinh. Thì đó là cho những cái căn hộ mà nó không được cái diện tích như vậy. Thì mình xem cây xanh như vậy. Cái chống thấm là quan trọng nhất là phải tạo độ dốc tối ưu. Xong là thứ hai là chống thấm. Và thứ ba là mình không nên đưa trực tiếp đất xuống cái nền. Mà phải có cái cắt ly ra bằng cái lớp nhựa và đất ngoài địa. Xong bắt đầu mới đổ đất trồng cây. Cái độ dốc là quan trọng nhất, nước chảy nhanh thì nó không bị đọng, không thấm. Cảm ơn anh Trường Thành rất là nhiều. Em thấy đấy là những tư vấn cực kỳ hữu ích với những gia đình nào mà đang ở căn hộ chung cư và muốn có một không gian xanh cũng như là bố cục hợp lý. Thì xin gửi tặng anh kỷ niệm trước của chương trình ạ. Cảm ơn Vy, cảm ơn chương trình. Như vậy với tất cả những thắc mắc và lo lắng khi chúng ta muốn có được một không gian xanh ở căn hộ trên cao, ngày hôm nay đã được giải đáp nhờ những tư vấn của kiến trúc sư Đỗ Trường Thành rồi, phải không ạ? Mọi thông tin liên hệ xin mời quý vị hãy gửi về địa chỉ email của chúng tôi khônggiansanhvtv3a@gmail.com. Còn giờ đây thì Ngọc Vy xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.